Aeon tặng giá ưu đãi 30% vé The Mask Singer Việt Nam All Star Concert 2023. Đừng bỏ lỡ. Ráng cho con, học hành cho đàng hoàng nghe chưa, để sau này cuộc sống nó đỡ khổ. Thấy ba mày không? Học cũng không giỏi, cái gì cũng không giỏi, chỉ có ăn là giỏi. Con hứa với ông ngoại là con sẽ không bao giờ giống như ba con được. Hồi đó mà má mày nghe lời ta mà lấy thằng kia là giờ má mày ngon rồi. Ai ông ngoại? Tèo, hồi xưa là hàng xóm ở dưới quê. Tao nói lớn lên rồi lấy con của bác nghe con. Nó dạ, cuối cùng nó đi nước ngoài, nó định cư luôn. Nếu mà hồi xưa mà cưới vậy là nhà mình giờ chắc giàu có lắm không ngoại? Ừ, thằng đó nó có trí mà. Anybody home? Chú Bảy ơi, chú Bảy. Ủa? Anybody home? Ông ngoại có hàng bạn hả? Tao là chỉ có bạn nước ngoài mà, bó home gì kìa. Dạ, xin lỗi ai ạ? Hey, hello. Chú tìm ai chú? Có chú Bảy không? Vô đây. Hey, chú Bảy. Chú Bảy. Không, Tèo. Trời ơi, sao mày linh dữ vậy? Tao mới nhắc mày luôn. Nhắc con. Nhắc cho thằng cháu. À. Dạ. Con chào, của con búp đó. Chào chú Tèo. Hey boy. Hey. Wow. Hey. Oh, handsome. Handsome. Con handsome. Con của búp. Ừ. Quá đẹp trai. Yeah. Rồi sao mấy năm mất tích rồi sao bữa nay xuất hiện vậy? Ở bên đó cái business á bận nhiều lắm chú Bảy. À ở bên đó bán gì địch hả? No, con làm về cái làm đẹp, làm nail, làm tóc chứ không có bán gì địch. À. Chú Bảy. Yeah. Làm chủ hả? Yeah. À, trời ơi. Khác xưa quá. À, gia đình mình khỏe hết hả chú Bảy? Khỏe hết, trời ơi, tôi gặp mày tao mừng ghê rồi. Ba má khỏe không? Ba má con khỏe, ba má con có gửi lời hỏi thăm chú Bảy. Nói biết bao nhiêu lần rồi. Lì lợm quá à. Bực bội à. Ba mày ăn cái gì? Chồng con gì đâu mà chửi hoài à, bực bội ghê hả? À. Thôi, bữa nay nhà có khách mà cái gì mà chửi âm sầm vậy? Ai vậy? Nè. Mày có bị gì vậy ông ngoại? Kiên cắn nó đó. Hey búp. Búp. Hey. Mày búp ai mày? Mới gặp vợ tao mà hey búp gì đây? No. Anh bình tĩnh. Nghe em nói nè. Ở này là anh Tèo, bạn họ nhỏ với em. Bà làm gì hôm nay giọng bà kỳ vậy? Nãy bà mới chửi tôi giọng sao giờ tiên mà hiền dịu lại là sao? Không có, từ trước giờ có bao giờ chửi anh đâu nè. Đây là ai? Đây người là... yêu cũ bà... Cái gì? Người yêu cũ hả? Bà nói gì đó, bà? Trời ơi. Thôi xuống, cái gì xuống, vậy anh? Đây, bình tĩnh. Ngồi xuống đây. Anh ngồi. Để ngồi. Từ ba nói cho con nghe. Tôi tính rút dép ra mày cản tôi lại, tôi còn mệt muốn chết luôn. Tức là hồi xưa ở chung xóm với quê rồi đi học chung rồi thích nhau kiểu nít đó mà. Dạ. Chứ có gì đâu mà mày căng thẳng quá hà. Hello. I'm Danny. Danny. À Danny. Okay. Hey man. Không cắn tay. Đừng có hiểu làm gì. Hồi xưa lúc mà tụi tôi học trò. Đi học á thì thì có hôn nhau rồi. Cái gì? Hôn nhau rồi hả? Ba thì con trai phải con gái đâu mà chắc mày căng thẳng. Con trai là để kêu ba kêu con thôi. Ê con trai là ba kêu con thôi chứ nó là cái quyền gì nó kêu con. Ok boy, con cái cất cái dép của ba con chưa? Dạ rồi con cất rồi. Ok nếu con rảnh con cất giùm luôn mấy cái này giùm chú đi. Tại chú không uống nước nữa đâu, cất luôn đi cái này. Nè, cứng ba hơn dép cái đồ này là của ba tôi không bao giờ dám đụng. Thôi được rồi. Dạ không sao đâu chú. Hello Danny. Wow. Mày nói tiếng Tây luôn á hả? Trời con có học thức đàng hoàng mà ba. Ờ. I am a daddy. What? À,
ba con này. Ồ, con đây được giá. Đó, ba tôi dịch giùm tôi. You có thể nói tiếng Việt. Ok, tôi chưa có quên tiếng Việt. Thôi bây giờ vậy nè, con đi vô kiếm cái gì làm cho mọi người ngồi nhâm nhi xíu đi. Dạ, dạ, dạ. Khoan, em ngồi đó đi. Cái gì vậy ba? Người ta mới về nhà, người ta thăm quê hương, ít nhất phải cho người ta về thăm nhà chứ. Danny, về thăm nhà đi. Rồi, hôm nào anh ghé. Nhà của tôi ở đây bán rồi, tôi ở khách sạn. Yeah. Không còn bà con gì hết hả? Ủa, khách sạn hả? Nhà em còn phòng trống nè, tối qua đi ngủ. Đúng rồi. Khách sạn gì tốn tiền. Thật lắm. Hả ba hả? Hồi đó bà coi ảnh như con. Thôi bây giờ vậy nè, đồ đẹp ở khách sạn chi nó phí. Bây giờ con vô chuẩn bị đồ ăn, con vô phụ con của con, rồi ba vô ba lo về phòng ốc, con theo nó về khách sạn lấy đồ. Đây. Cái gì ba? Cái gì nữa? Con không đồng ý. Là tại sao mà ba lại gài vợ con đi về khách sạn với Danny? Oh no. Không đúng, đúng rồi. Ở chỗ này, đúng rồi, con thấy cái này ba. Tụi bay sao nghĩ mấy chuyện bậy bạ không? Nghĩ tiêu cực. Người ta có gia đình người ta, hãy để cho người ta về thăm gia đình người ta đi, thăm bà con lối xóm đi. Tôi ở đây thì tôi chỉ có chú Bảy, tôi nghĩ là tôi thân nhất thôi, cho nên tôi muốn ở đây chơi với chú Bảy. Để chú vô chú lấy bình rượu quý cho mày uống. Đừng làm màu đi nha con. Dạ dạ rồi. Trời ơi. Đi khiên khinh bình rượu. Trời ơi, lâu quá không gặp ôm nhé coi. Ê! Bạn bè nó thân thiết làm khó kìa. Tôi nói cho Danny biết. Dạ. Đừng giỡn với tôi. Đụng tới vợ của tôi là old smash lip mình trà liền nha. Ok, Du bình tĩnh nghe tôi nói. Thực sự là tôi biết tính của Du nóng. Tại vì có chat kể hết về cái gia đình mình. Một chút xíu nữa tôi đập bể cái máy vi tính. No, chat bằng điện thoại. Tôi bán cái điện thoại của vợ tôi. Ok, don't worry, tôi có thể mua tặng cho Búp mấy cái nữa, không sao. Bạn rảnh quá. Vợ của người ta, bạn mua đồ tặng vợ người ta làm cái gì? Don't worry, tôi với Búp chỉ là nói chuyện bạn bè, tôi cũng muốn giúp đỡ cho gia đình Búp. Sorry yeah. Bạn, I am sorry bạn nha. Gia đình của tôi rất là restaurant. What the restaurant? Restaurant có nghĩa là giàu có đó bạn. Bà ở bao nhiêu lâu? Restaurant là nhà hàng. Ok, gia đình tôi như cái nhà hàng vậy, có nghĩa là giàu có. Thì không cần bạn phải đưa cái exercise vô đây mà để mà lo cho gia đình tôi. Sorry you, you có thể đừng có nói cái tiếng Anh. Ok, yeah. Nếu như vậy thì bạn đừng nói tiếng Anh với tôi. Okay. Bạn nói không lại tôi đâu. Tôi nói ý là tôi, cái ý của tôi tốt. Ở bên đó tôi làm nail, làm tóc, tôi có thể giúp bạn cấy tóc cho nó đẹp trai. Sorry bạn, công việc của bạn không liên quan gì tới tóc tai hết. Bạn làm nail là bạn đi tàu nha. Bạn muốn đi tàu, bạn quăng neo, bạn thả neo, vậy đó là chuyện của bạn. Oh no! Oh my god! Yeah. Qua cái gì mà qua? Thu nhập của tôi bên này rất là ổn nha bạn. Cho nên bạn không cần phải quan tâm. I don't care. Quan trọng là cái tình cảm. Cái tình cảm của Danny đối với chú Bảy and your family. I want it that way. You are. You want sing a song. You... muốn hát cái bài đó. I want it that way. You are my fire. Wow. Wow. You yes. Sing so good. Get out. Get out. I'm out. Wow. Yeah. Wow, chú Bảy ra rồi. Yeah. Ok. Con. Ông ngoại. Để đây con. Bình rượu quý nha ngoại. Để đó, để dưới đất đi. Chú Bảy. Sắp tới là chắc có thể là con ở Việt Nam nhiều. Con đang chuẩn bị mở một cái khách sạn lớn. Trời ơi. Yeah. Một cái khách sạn 5 sao. Trời ơi. Cho nên là con có thể đi đi lại lại ở đây nhiều. 5 sao thì cái thằng này về nó đang học khách sạn nè. Dạ, con cho làm không? Con không đồng ý. Gì? Nhà mình cũng sắp mở mà. Mày mở chạy hòm hả? Mày mốt con có nhà hàng cho nó qua nó quét dọn bên đó được không? Không, bà nấu ăn rất ngon. Ừ, mai mốt cho bà phụ bếp rửa chén cũng được. Đúng rồi, hồi nãy Du có nói là Du restaurant. Không, tôi không restaurant bên bạn. Tôi nói thẳng với bạn luôn. Tôi với bạn teacher từ đây. Mày nói gì tao không hiểu gì trời. Có nghĩa là tôi với lại bạn là cắt đứt từ đây. Wow, oh my god. No talk more. Ok, thôi để con nói chú Bảy nghe. Thật sự ra con về tới đây, con chỉ muốn tới thăm gia đình chú Bảy. Con cũng muốn nói chuyện thăm Búp với lại... nhưng mà hình như là restaurant
The restaurant Don't Like Me. Đúng vậy, tôi không có Samsonite bạn ở đây. Gì vậy, nói cái gì vậy? Con cũng tới đây, nhưng mà nếu như mà làm cho cái gia đình mình không có vui thì con xin phép chú mày. Đâu có sao con, okay. Con cũng như là con bác. Bác chưa bao giờ coi con là người ngoài, con cũng như là con ruột bác. Con nói chỉ là rẻ thôi, hiểu không? Okay. Ba con nói cái miệng vui vậy thôi à, chứ ba con tính tốt lắm. Hey man. Cái gì? Mày đừng có nói nữa, nó nói tiếng Anh tao nhức đầu quá. Con xin phép. Hey búp. Con có thể nói chuyện với búp một chút xíu. Con dắt búp đi chơi cũng được nữa. Nè cẩn thận nha bạn. Bạn đụng vô vợ tôi một cái là old smart list bình chài bạn liền nha. Cái gì vậy anh? Ông bình tĩnh coi, bạn bè lâu năm tôi gặp lại mà sao khó chịu vậy? Sao tèo? Không có đứng gặp. Thôi mà. Kỳ quá. Hai người phải giữ cái. Trời ơi, có ông ấy mà bạn. Giữ cái gì? Phải giữ cái take care cho nhau đi. Hai người phải giữ cái take care cho nhau. Nó dốt mà cứ rồi. Chú Bảy, con có quà. Trời ơi, quà cáp. Con mua cho gia đình mình. Trời ơi, quà cáp chi con. Oh, no. Trời ơi, thiệt á. This is the for bub. Wow. Có quà con không ạ? Nè của con nè. Ủa ghê vậy, cái tặng quà chứ. Quà hay lắm, mở ra coi đi con. Sao? Con xin phép con về. Thôi cảm ơn anh Tèo nha. Ok. Sẽ nói chuyện sau. Ok. I know. Anh về. Có gì anh sẽ nói chuyện sau. Ok. Yeah. Ok. Teacher. Ok, teacher. Ok, teacher. Okay. Dạ cảm ơn anh Tèo, để em mở cửa. No. Dạ. Dạ đi cẩn thận nha anh ơi. Dạ mày tích chờ luôn nè. Ba ơi, ba kỳ quá ba ơi. Kỳ cái gì? Tự nhiên ba vô mới làm người ta khách mà ba làm. Ê nè, cái gia đình mình bây giờ giọng ngoại hả? Em coi. Từ nãy tới giờ nghe tôi nhịn ông lắm nghe chưa? Khách khứa bạn bè lâu năm người ta tới nhà người ta thăm tôi với thăm ba. Ông làm cái gì kỳ cục vậy? Thôi không có ai mà lâu năm mà vô đây ôm vợ người ta. Người ta người nước ngoài người ta ôm bình thường. Người ta nước ngoài mà. Nhưng mà thôi con đừng la quá, nó xăm xôi này con bây giờ. Mua quà con tính tặng con cái gì vậy? Ta lịch sự, ta văn minh đó. Người ta tới, người ta tặng quà, tặng thôi cá. Được rồi, đó, mở ra đi. Trong đó có cái gì? Ừ đó, quà của người cũ đó. Trời ơi, sao bấm cục bấy nụ. Cái này là hồi đó mày hay xài đó. Tên ý dễ sợ vậy đó. Thôi tôi nói Việt Kiều hay vậy đó. Một sợi bông cục, hai là dầu xanh thôi. Có mày, quà là được rồi ông ơi. Mày sao bị kỳ thị quá. Wow. Cái này xịn rồi nha. Ủa cái này đồng hồ nam mà. Ủa phải con coi. Mày rành đồng hồ mày coi nam hay nữ. Mày nam. Không, đưa đây. Mày đưa cái này cho. Nó ghi tiếng Anh biết đâu mà đọc, để tôi. Mày đọc không còn tít chơi với Saturnite không nè. Cho mày hốt vô cái restaurant nữa nè. Tiếng Anh hay tiếng Việt? Ghi tiếng Việt nè, bà đọc đi. Gửi anh. Ủa sao nó gửi cho mày mới gửi anh? Người đàn ông may mắn nhất thế giới. Vì anh đã cưới được người phụ nữ tuyệt vời. Là nó gửi cho con đó. Gửi cho mày đó. Cảm ơn anh đã thay tôi mang lại cho cô ấy một gia đình hạnh phúc. Tôi chính thức gửi gắm người con gái này trân trọng nhất cuộc đời này cho anh. Hãy luôn yêu thương và mang lại niềm vui cho cô ấy nhé. Nếu rảnh, tôi sẽ tặng một bộ tóc giả. Xin chào. À, vậy là cái đồng hồ này nó tặng cho mày đó. Cho bà. Ủa? Đó. Đồng hồ nam mà. Nó tặng cho con hả? Ý xấu cho người ta đó. Bây giờ người ta tặng quà cho mình, người ta viết thư, người ta nói chuyện lịch sự đàng hoàng như vậy. Ai ngờ thằng nói vậy mà chơi cũng được. Đẹp á, mày đẹp thiệt ba. Mặt ngầu ngầu đi, đừng cười. Hey, nữa. Sorry. Sorry chú Bảy, con thay đổi vòng qua để ở đúng không? Sorry, con không có về đây, con chưa kịp mua cái số điện thoại á. Chú Bảy có thể gọi giùm con cái taxi không? Con chờ ở ngoài nãy giờ lâu quá. Không sao đâu. Đưa về luôn, đưa về không luôn. Sao đâu. Okay, sorry. Không sao đâu, honey. What, honey? I want to ride bicycle. Okay. Oh, motorbicycle, yeah. Dạ, rồi, chở mày về khách sạn đó. Không ba, con mời ở đây luôn ba. Ủa? Con mời ở nhà luôn. Bicycle là ở đây hả? À. Ok, rồi, vô. Rồi, gia đình vui vẻ rồi. Ủa? Uống đi bạn, okay, luôn. Hey. Lát Masito, uống đi. Anh không có hiểu lầm, nãy giờ là anh hiểu lầm anh thôi. Mọi chuyện bỏ qua các bạn, Lát Masito là mọi chuyện bỏ qua. Ok, nếu một. Bạn hiểu là được rồi. Ok, okay. Yeah. Fast and Furious. Ok, 1, 2, 3. Yo! Về trên khu phố có em chào.
em thích quá à. Đây không, em không ngờ là anh tặng cho em một cái chuyến du lịch nhân dịp ngày Valentine Day. Anh thật ra lãng mạn. Em lãng mạn. Nếu mà em thích đó là mỗi tháng anh đưa em đi du lịch một lần. Mình đây là khu resort trên cao đó, em hiểu không? Resort anh? Ừ. Mỗi tháng anh sẽ đưa em đi một lần. Ví dụ tháng sau mình đi Vũng Tàu, tháng tới thì mình đi xa hơn, Long Hải. Ủa anh nói nước ngoài mà. Thì mai mốt đi nhiều thì hết tiền thì đi ở trong nước thôi. Hai mình có thể nhảy một bài được không? Thiệt không? Anh có biết nhảy không? Hồi xưa anh nhảy lò cò dữ lắm. Em sợ xương anh nó không có tốt để nhảy chứ. Nhạc lên. Anh nhảy gì anh? Nhảy chỗ một chỗ thôi cho nó an toàn. À dạ. Em mệt quá à, em mệt quá à. Thôi được rồi. Em mệt. Anh đã chuẩn bị một cái tiệc, anh đặt nhà hàng rồi. Lát nữa người ta sẽ làm hải sản cho mình để mình nhặt, à mình uống với một chút rượu champagne. Để cho nó có lãng mạn, nó romantic. Để anh đi lấy wine. À, khoai khoai. À, dạ 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 dạ. Ai vui quá. À, hạnh phúc ghê á. Ý, Larry. Hello anh. Em đi nghỉ dưỡng hả? Dạ. Wow, sao trùng hợp vậy? Ờ, bởi vậy. Ờ, em nhớ anh lại không? Dạ, em nhớ. David Phến. Dạ, Phến. Dạo này khỏe không? Em khỏe, anh khỏe không? Ờ, anh bình thường, anh lúc nào cũng khỏe chứ. Ủa anh đi với ai? Hả? Ờ, đây là nhà của anh em. Đây là cái resort chứ cái căn nhà. À, viên cái vịnh này luôn là của anh luôn. À, anh mới mở cái này được khoảng một tháng. Là ừ. Anh là đúng do... rồi, cái vịnh bảy nụ cười anh mới mở, em không biết hả? Em không đọc báo hả? Ủa vậy là tất cả là cái đây là của anh hả? Đúng rồi. Vậy thì em giống như em sống nhà anh nhở? Ừ, đúng rồi. Lâu quá chúng ta mới gặp lại nhau. Em có nhớ hồi xưa anh với em là quen nhau à, lúc thời sinh viên không? Lúc đó anh theo em chứ làm gì quen em. Lúc đó là anh tỏ tình với em mà lúc đó anh chưa có giàu. Đến hôm nay anh đã có cơ ngơi hết rồi. Bây giờ anh muốn hẹn em tối nay tại nhà hàng của anh. Nhà hàng là của anh sẽ mở một buổi tiệc để mà hai đứa mình cùng nhau thưởng thức. Anh mướn một dàn nhạc hot nhất bây giờ phục vụ cho em. Thôi được rồi. Ủa tay này sao tự nhiên đeo cái nhẫn ở đây vậy? Dạ thì em à, có nghĩa là thích đúng không? Dạ đẹp phải không anh? Đẹp lắm. Rồi bây giờ tối nay anh sẽ tổ chức sẵn hết. Đúng 7 giờ tối nay. 7 giờ anh? 7 giờ tối nay. Ok, vậy thì có gì lát em sẽ ghé qua chơi. Ok, vậy nha. Ok anh. À... Ừ, cảm ơn. Phục vụ ở đây là anh là chuyên gia, anh là không cần nói phục vụ. Là chỉ cần miễn thấy anh ngồi với ai là tự động đem ly nước ra cho mình hay uống. Hay quá à. Anh đã dạy phục vụ rất là kỹ lưỡng. Không thiệt, em cũng cảm thấy vậy, rồi đi làm sạch ghê á. Đúng rồi. Làm dễ thương. Đặc biệt là không cần bo tiền gì cả, người khác cái phục vụ là sẵn sàng bỏ tiền lại cho mình luôn. Ô vậy luôn hả? Ừ. Ừ, mời em. Dạ cảm ơn anh. Ừ, đi ra em. Để anh nói chuyện với bạn anh. Dạ. Rồi ok, mai chào em. Ừ. Uống đi. Rượu vang mới nhất đây, năm 1635. Dạ, rượu. Ê. Ê. À. Dạ. À, con chào bác. Dạ. À, dạ bố, anh luôn anh kìa. Dạ sao bác? Vô cái tính tiếp. Dạ. Ba em đúng không? Dạ bố. Dạ. Con chào ba. Dạ con xin tự giới thiệu á, con là bạn trai cũ của Harry. Hồi xưa hai chúng con là đã từng yêu nhau. À, dạ bố, không phải. Dạ hôm nay là không phải. Tối nay con với Harry Won sẽ hẹn nhau tại một buổi tiệc tại nhà hàng của con. Dạ bố. Không có. Hồi xưa nói với bác nghe nha, hồi xưa là con của Harry là nhiều cái tuyệt thú vị lắm. Rồi hai đứa hung nhau chưa? Làm gì chưa. Cái thời sinh viên cái thời hung nhiều nhất luôn á bác. À không có. Đừng nói gì hết. Không có. Im lặng. Rồi hai đứa
Cái điều này em trả lời đi, thì anh đàn ông cũng hơi kỳ. Nghe đi. Nãy giờ trả lời quá kỳ rồi đó. Rồi nếu bây giờ mà cô ấy đồng ý thì có chắc chắn thì đó xảy ra con sẽ tổ chức tiệc cưới tại đây. Tổ chức tiệc cưới ở đây luôn hả? Dạ. Ủa sao vậy bác? À nhẫn này là ba mua cho em, không sao, anh có thể mua cho em hết. Sao vậy bác? Bác khát nước à? Dạ. À đây. Ngon. Con mời bác, xong như là bác cùng ly này là bác đồng ý cho con và Harry đến với nhau. Đây là chồng của tôi. Chồng gì, cái mặt ông này già muốn chết luôn mà chồng gì? Bác là ba của Harry đúng không? Harry nó giỡn cho vui thôi. Dạ. Chứ tao là chồng nó. Giỡn hoài. Cái mặt của em làm sao mà lấy một người già như vậy được? Dạ gì mà dạ. Mày nhìn tao từ trên dưới đi, chỗ nào tao già mày? Đứng cái tướng là thấy già rồi. Bây giờ này đàn ông khỏe mạnh nó đứng như vậy nè. À không có biết tiếp nhận của chồng mình nó dễ thương như thế nào à? Bớt chào đi. Kính thưa với anh, anh tên gì? Xin tự giới thiệu với bác là tôi tên David Fern, là chủ cái resort lớn nhất bây giờ. Chủ cái resort này hả? Đúng. Trời, tôi không có. Vậy mà đòi làm chồng của Harry hả? Em hãy nói cho anh biết đi, đây là ai của em? Em nói rồi là chồng thiệt, chồng của tôi đó, chồng của em mà nói chuyện kỳ quá à. Mày có gì hơn tao, mày trả lời đi, mày có gì hơn tao? Ngoài tiền bạc, sức khỏe, đẹp trai, danh vọng, địa vị, mày không có gì hơn tao hết. Đúng rồi, tuổi cũng anh nhiều hơn nữa. Sao nó hơn nhiều thứ vậy? Đúng, anh cái gì cũng nhiều hơn đó. À, mày gác chân mày tính đối chọi với tao hả? Mày nhìn cái đùi mày đi, vẫn to hơn đùi tao. Họp kính gia đình. Cô nhục mặt chưa? Cô nhục mặt chưa? Cô đi hẹn hò với bồ cũ đẹp mặt chưa? Em không có hẹn gì hết á. Thì ra cô nói cô lên mạng cô search resort để cô đi cho nó vẽ là chỗ này đúng không? Cô kêu tôi mua vé máy bay tới chỗ này là chỗ... À, ngựa quen đường cũ. Tình cũ không rủ cũng tới. Trời ơi trời. Không có. Trời ơi có bây vậy. Giờ cô hết phái xí quách rồi, cô chuyển qua cơ đúng không? Xí quách là gì? Xí quách là xương đó. Ai... Bây giờ cô hết mê tôi, cô chuyển qua cũ đúng không? Không có, chồng với vợ thì chỉ có mình chồng thôi à. Từ từ để tôi hỏi. Sao, hỏi ý xong chưa? Lần đầu tiên cậu tỏ tình với vợ tôi ngày xưa là lúc nào? Khoảng 7 năm về trước. 7 năm về trước? Mày mới 20 mấy tuổi. Mày vẫn thua tuổi tao. Ủa? Thôi được rồi, bây giờ tôi không nói nhiều với cậu nữa. Cậu đáng tuổi con tôi. Cậu đáng tuổi con tôi thì tôi nói cho cậu biết, đó chỉ là dĩ vãng mà thôi. Vậy chứ bây giờ ông muốn sao? Em có yêu anh không? Tất nhiên. Qua nhà nghỉ hả? Dạ không, nhưng tại sao anh? Chứ bây giờ em ở đây với tình cũ làm sao tôi chịu nổi. Hên là không có gia đình tôi đi theo, tôi lén lút tôi hẹn riêng hai đứa mình. Chứ gia đình tôi đi... nhịp về thế khu phố. Ông Hoài. Ngày nhộn nhịp. Nó mà biết là nhục mặt, nghe chưa, nghe chưa? Ông Hoài. Mày đi đâu vậy? Mày đi đâu vậy? Cậu ly chơi. Tao lén lúc hai vợ chồng tao đi nghỉ dưỡng riêng tư, mày đi đâu vậy? À, chứ bà ngoại rủ con đi bộ. Hả? Ông ngoại với bà ngoại hả? Ủa là ai đi ông ngoại? Ai ông ngoại? Đẹp mặt, nói cho nó nghe đi, đẹp mặt quá mà. Ủa ai bà ngoại? À, tôi xin tự giới thiệu, tôi là David Fern. David Fern? À, chủ resort này và bạn trai cũ của Harry. À vậy là ông ngoại là hụt á hả? Hụt ngoại nội mà chứ hụt. Không phải, người yêu cũ mà là bạn trai cũ. Trời ơi, thì hạnh diện quá ha. Bạn trai cũ, người yêu cũ khác nhau chỗ nào? Thì người yêu thì người yêu, còn bạn trai thì bạn mà con trai. Ờ, cũng đúng. Có nghĩa đây chính là ông ngoại và bà ngoại có mấy đứa nhỏ. Ê, sao mày cứ nhấn vô chữ ông ngoại hoài vậy mày? À, ông ngoại tuổi 30 đây hả? Ủa bà ngoại, sao bà ngoại tự nhiên bà ngoại bỏ ông này theo ông này kỳ vậy? Trời ơi trời. Hả? Mày bước qua đây, mày bước qua đây. Dạ ông ngoại. Mày lén lúc mà đi theo ông ngoại là mày sai rồi, nghe chưa? Đừng có nói cho ba má mày biết nha. Ba má sai rồi. Ba má mày biết chuyện này là cả thế giới, cả xóm internet biết luôn đó. Đứng lại. Anh bắn em. Ben Ben. À. Cái gì đấy? Có bao giờ anh biết em đâu thế nào? Anh bắn em nè. Ben Ben.
cố gì bà cố à. Con xin lỗi, con lỡ nói hết trơn rồi. Tại sao mày nói cho ba má mày biết chi vậy? Ủa ba, mẹ trẻ. Ủa mình quá trang vậy mà sao ba nhận ra hay quá vậy? Ủa tụi bay đi xiết khỉ hả? Không xiết khỉ đâu. Có, tụi con đi bơi, đi biển, đi hồ bơi. Tụi bay đi theo tao làm cái gì? Tao đi gài Valentine, tao dắt vợ tao đi. Tụi bay đi theo làm cái gì? Con cũng dắt vợ con đi mà. Thì mày không xuống Vũng Tàu, Phan Thiết đâu mãi mày đi theo chạy vậy vậy? Trời ơi, ba mua hai vé. Nhưng mà ở bên chỗ này người ta tự nhiên người ta khuyến mãi thêm hai vé mà ba không biết. Con lấy hai vé đó, con vé khuyến mãi mà. Ba người yêu cũ của bà ngoại. Xin chào ông cố. Đây có vẻ là ông cố với bà cố đúng không? Bảy. Tôi là chủ resort này. Hân hạnh được biết ông anh. Đây là bạn, đây là chủ resort hả? Đúng rồi. Tướng tá phong độ quay. Ủa ai đây? Bạn con hả? Không, là người yêu cũ của bà ngoại á. Không phải người yêu cũ mà là bạn trai cũ. Bạn trai cũ. Trời ơi, thánh thần thiên địa ơi, đây là hồi đó mà quen gì luôn hả? Thì mình có quen biết. Mẹ ơi, con nể mẹ thiệt luôn á mẹ. Rồi sao tự nhiên mẹ bỏ cái mẹ theo con già vậy? Trời ơi trời. Đó, trời ơi. Con mất vậy đó. Cái kèo này thơm gần chết, tự nhiên bỏ theo kèo này cho. Con nói vậy mà ông ngoại la con á mẹ. Nhìn cái mặt thôi. Đây, bây giờ đồng nhìn ơi. Đây. Anh nhìn thử đi ông. Anh thấy sao? Tướng nghe mày ngon hơn nhiều mới. Thấy đi chưa? Tướng nghe mày ngon nhiều, tôi nói thiệt luôn á. Mấy đứa bít đít vui vẻ đi. Dạ bố ơi, dạ bố. Ba đừng giận ba, tại con xin lỗi ba, tại chồng con ăn nói hồ đồ để con la chồng con. Mày nói nó đàng hoàng lại làm cái. Dạ. Lộn. Anh ăn nói cái gì vậy hả? Xin lỗi mà. Anh nghĩ làm sao mà anh nói như vậy với ba vậy? Tội nghiệp ba chứ. Anh nhìn đi, người đàn ông này có gì hơn ba? Hả? Ngoài cái đẹp trai với trẻ hơn ba, có cái gì hơn ba mà anh chơi ba? Lại chơi luôn đi. Ông ngoại mà về là không ai trả tiền đâu. Ông ngoại vô đi. Thôi bà ba, hình như tao sinh tụi bay ra là để bôi nhọ cuộc đời tao hay gì? Không phải ba, tại hồi nhỏ tới giờ ba dạy con không được nói láo nữa ba. Dạ. Tao hiểu rồi. Tao là lớp trước mà. Đẻ tụi bay ra, nuôi tụi bay lớn. Rồi bây giờ đắng cay tao nhận hết. Một nét nhạc buồn bã. Có bao giờ con biết ba đau thế nào? Đau, dạ. Đau, dạ. Thấy chưa? Đau gì? Ông đang quạo. Tụi bay cười trên nỗi đau của tao hả? Không, nói với tôi cũng hiểu cái tâm trạng của ông anh. Bây giờ tôi sẽ lo với máy bay về cho anh nghỉ dưỡng già. Rồi để mọi người ở đây và Harry để cho tôi lo ha. Yeah. Quyết định sáng suốt bạn, yeah. Bạn Hiền. Tất cả mọi người ở đây chơi một tháng luôn. Ngoại trừ ông này. Quá ngon luôn bạn Hiền. Ok phải. Tôi nói thiệt với bạn, tôi chưa bao giờ mà tôi ở cái resort lớn vậy. Cảm ơn bạn nhiều nha. Làm chơi miếng rượu, rượu vô chứ mày. Bao giờ vô. Con biết má đâu. Bây giờ tụi bay thấy tao già nua không tiền bạc, tụi bay bỏ rơi tao. Trong tay không tiền, đời mấy ai thương. Ba ơi, nghèo không ai thương đâu ba ơi. Em có thương anh không? Có. Em có thương. Nếu phải chết vì anh, em có chết không? Dạ không. Em còn lo mà. Có em... bao giờ con biết. Tôi bắn bà thiệt luôn á nha. Ba tôi, ba bà đau, bà cứ hát hoài à. Thật sự thì cho tôi nói chuyện nhân mạch một tí. Ngay từ đầu là tôi đã biết rồi. Tôi đã thấy hai người hẹn hò nên nói chuyện rồi. Thật sự á. Giỡn mà. Hồi trước là tôi với Harry có quen nhau. Bây giờ thì Harry có là ông anh, tôi cũng đã có vợ rồi. Bạn của bạn con. Này nè, Mai Tài Phến nè, cái resort nè, MTB đó là Mai Tài Phến đó. Cái ngoài mặt sau thôi, mặt trước thì tôi mới gắn chữ 7 nụ cười xuân vô để cho anh em khách khứa chơi Tết với Valentine. Tối nay tôi mời mọi người ở lại đây dự một cái buổi tiệc coi như là Valentine. Và tổ chức cái hấp hôn của hai người luôn. Ê, nhưng mà nhớ nha bạn, đừng có cho ba tôi ăn đồ ngọt nha, không bị tiểu đường nặng lắm nè. Ổng không được tham gia luôn, ổng về phòng nghỉ. Giỡn nữa. Tức là ý bây giờ cậu nói là gia đình tôi lỡ đến rồi thì cậu đãi hết, cậu bao hết đúng không? Dạ. Cậu nghĩ là cậu bỏ được một đồng tiền ra là cậu có thể mua chuộc được lòng người hả? Cậu nghĩ là tôi cần cái sự miễn phí đó của cậu hả? Gì vậy ba? Con cần ngoài mà. Cậu nghĩ là tối nay cậu mời tôi ra hồ bơi rồi đãi tiệc Valentine là tôi sẽ nghe lời cậu hả? Thôi mà ba. Hồ bơi ở đâu? Đây. Để tối ra. Chịu rồi. Tình yêu là tình yêu, còn bạn bè là bạn bè, nó khác nhau chứ. Đúng rồi. Thì tối nay 7 giờ. Nhưng mà nói nghe nè,
hôm nay kinh doanh được không? Được mà. Mọi người là khách đầu tiên luôn á. Yên tâm đi, cái dĩa gia đình. Hôm nay tôi chơi lớn luôn mà. Cái dĩa gia đình mày hơn lắm. Mình giống như cô hồn vậy đó hả? Không phải, gia đình bảy nụ mà đi đến đâu là sập tới đó à, yên tâm đi. Nhưng mà chơi 2 tháng đừng lấy tiền nha. Ok, 2 tháng là tôi dẹp luôn. Giỡn, giỡn cho vui, cứ ở thoải mái đi. Rồi tiền mày trả hả? Ba có tiền còn giỡn hoài làm như con không biết vậy đó. Kệ chơi đi, về bán nhà chơi cũng được ba. Có bao giờ con biết ba đau thế nào. Ê, vậy nha. Bạc tay. Trong tay không tiền đời mấy ai thương. Những lúc có tiền nhiều kẻ ghét ganh. Đêm đêm ngao ngán thở dài. Nhìn lên mà hỏi ông trời, giờ con biết sống làm sao? Trời ơi! Trời đất ơi! Thôi đi! Hát hoài! Cái gì vậy? Đang quạo nha. Đang tính tiền từ tháng 10 tới bây giờ nha. Tháng nào là cũng hụt ha. Ủa tháng 10 làm gì mà hụt 50 triệu ta? Thì đóng ngân hàng cho cái nhà 49/3/7 đó. À là bù lỗ vô trong cái vụ mà anh bán cái nhà mà bị hụt tiền đúng không? Đúng rồi. Để bù tiền cho anh làm ăn chứ gì? Đúng rồi, làm ăn mà lúc này lúc khác em ơi. Rồi tháng 11. Trời đất ơi, tháng 11 nó không những lỗ ít hơn 50 mà nó còn lỗ nhiều hơn nữa. Nó hụt tới 20 triệu. Tháng 11 là 70 triệu. Trời đất ơi. Ủa sao kỳ vậy ta, tôi cài đầu tắt mặt tối mà cứ hụt tiền hoài kìa. 70 triệu này là cái vụ gì đây ta? Cái nhà 7/3/4 đó. À, cũng lại là ông. Cũng bù tiền cho ông làm ăn nữa. Trời là trời. Thấy không, tính sơ sơ thấy 120 rồi đó. Làm ăn mà lúc này lúc khác chứ, đâu phải lúc nào cũng vượng đâu. Nhiều người đại gia người ta gãy 1-2 lần, tới lần thứ 3 người ta mới thành công đó. Trời đất ơi. Trời ơi. Ủa sao tháng 12 là không thu vô được đồng bạc nào hết trơn vậy? Ủa tôi nhớ tôi làm quá trời làm mà tiền chạy đâu hết trơn rồi. Cái nhà mua hố trên núi đó. Cái nhà mà tôi cản anh đúng không? Tính là đừng có mua. Trời ơi, tự nhiên bây giờ ôm một đống tiền mua cái nơi khỉ ho cò gái rồi chừng nào mới lời đúng chưa? Rồi xong anh mua làm sao mà bây giờ cái chỗ đó nó giải tỏa, nó không đền bù mất trắng tiền. Trời ơi, anh ơi chết em thiệt á anh. Em làm bao nhiêu tiền để tích góp cho cái gia đình này mà một tay anh phá hết sao được. Vợ chồng là phải đồng vợ đồng chồng phải không? Hai bên cùng xây, bây giờ một người xây một người đạp làm sao mà được trời. Em thấy đó, có ai đàn ông như anh không? Ở bên nhà của vợ, bây giờ làm công việc nhà luôn. Từ nhỏ tới lớn anh có bao giờ anh làm, nhưng mà vì anh làm ăn thất bại. Anh về đây, anh chấp nhận nội trợ, bếp, nút, tất cả mọi thứ anh làm hết. Mà làm ở đâu em? Làm ở nhà vợ. Có gì không? Sao không có em? Có gì? Trời ơi, trong nhà em biết bao nhiêu người. Toàn là em út anh không, mà cái gì cũng kêu anh làm hết nè. Anh có nói tiếng nào đâu. Vậy thôi bây giờ tôi ở nhà tôi làm đi ha. Rồi ông ra ngoài đường kiếm tiền đi, chịu không? Thôi, thua chịu thôi chứ biết sao giờ. Trời đất ơi, vợ chồng bây giờ bình đẳng rồi, ông bỏ cái suy nghĩ đi nha. Không có chuyện mà vợ cưới về là phải làm chuyện nhà đâu. Tôi mà còn ở nhà làm công chuyện nhà là cái nhà này đói. Mà nói cho anh biết á hả, em cũng không có muốn anh làm mấy công chuyện này đâu thiệt. Bởi vì anh phải làm để chi? Để người ta nhìn vô người ta không thấy anh là một người vô công rồi nghề, đúng không? Ít nhất nhìn vô còn thấy anh có ích trong xã hội này, trong cái gia đình này. Chứ ai mà muốn chồng mình đi làm ba cái công chuyện này, phải không? Bây giờ cái bồn cầu hư rồi, vô sửa giùm luôn đi. Có liền. Trời ơi, phải chi chồng tôi cũng như chồng ta kiếm được nhiều tiền đâu, khổ vậy trời. Quá mệt mỏi. Cái chuông ở đâu ta? Ủa, trời ơi, sao mà biết ở đây mà tìm tới hay vậy?
tôi mà. Tôi với Ngọc hồi đó học chung trường, cái gì mà Ngọc nghĩ là tôi không nghĩ ra. Ngọc ở đâu thì tôi sẽ không biết. Nay... tại mới có hẹn thôi, hẹn là gặp bàn mấy cái chiến lược làm ăn rồi đó. Mà tôi quên, bận quá quên, tôi chưa nói cái địa chỉ. Mà cũng mò được tới đây, hay thiệt chứ. Bữa nay cũng tới đây rồi thì có chút quà gửi cho trời Ngọc ơi, gia đình. Cảm ơn nhiều nha. Không có gì đâu, mấy món quà nhỏ thôi mà. Mời ngồi, mời ngồi, mời ngồi. Ngọc ở trong căn nhà này hả? Nhà này nhà ba tôi. Sao ở trong cái căn nhà chật hẹp như vậy, mình khó chịu chết. Thì khó chịu phải khó chịu thôi, nhưng mà giờ lỡ rồi mình cũng đâu có còn cái quyền lựa chọn đâu không. Thôi mà... thôi uống. Sao Ngọc sống với lại chồng mà sao không ra riêng ở, phải ở phụ thuộc của gia đình, trở ngại lắm. Thì giờ chồng làm ăn thua lỗ, bán nhà rồi, không có đủ tiền mua căn nhà mới, cho nên là mới phải về đây ở nhờ nhà ba. Chồng làm ăn thua lỗ hả? Bây giờ là Ngọc đứng ra làm mang thai cho chồng. Thì đúng rồi. Thì tôi về đây tôi giúp Ngọc nè. Tôi thiệt mà. Tình Thôi uống nước đi. Sao vậy? Trời ơi, tiền có quét nhà không có kỹ lưỡng gì hết trơn á. Ngọc bị sao vậy? Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Ôi, tôi sốn quá, sốn quá. Đừng. Thôi, tôi sốn quá. Từ, đừng. Đừng có dừng. Đừng có động, dừng. Thổi cho tôi, đi. Dạ. Thổi lại. Được rồi. Đỡ rồi. Gì vậy? Ông làm gì vậy? Trời ơi, sao tự nhiên ông xé tem bem cái cặp về vậy? Ai? Cái này... Dạ. Bác? Không, bác trai? Không có. Này... Bác trai gì đây? Chồng Ngọc. Em đi qua đây ngồi coi. Em đi qua đây ngồi. Gì trời? Bạn ngồi im chỗ đó. Cái này bạn em có nói anh tôi rồi đó. Biết rồi, im lặng đi. Bạn gì? Bạn gì mà vô nhà ôm mặt vợ tôi thổi là gì? Ông là ai mà tại sao vô nhà tôi thổi vợ tôi? Cái gì vậy anh? Cái này là bạn em. Bạn gì? Bạn em là đi học bên nước ngoài về đó, người ta đang rất là thành đạt ở bên nước ngoài. Bây giờ người ta thấy em khổ quá, người ta về người ta giúp đỡ em. Trời, bạn gì mà tốt kiểu khốn nạn vậy? Gì vậy, anh nói gì vậy? Có chuyện gì vậy? Bạn thân kiểu nào mà sao đó giờ tôi không biết, đám cưới có đi không? Đám cưới người ta ở bên nước ngoài. Không đi đám cưới mà gọi là thân hả? Còn bây giờ đã lúc người ta có chồng, người chồng người ta đang xa cơ tất thế về đây giúp đỡ là sao? Không, bình tĩnh đi. Nước ngoài là nước nào? Anh ở bên nước nào? Tôi với lại Ngọc hồi xưa là học chung ở Bình Lợi chung với nhau. Bây giờ là tôi qua nước ngoài học, bây giờ hiện tại là tôi làm tư vấn kinh tế cho các tập đoàn ở Mỹ. Mỹ à? Vâng, hạnh được biết anh. Người ta đang là một người rất là thành đạt, người ta về người ta giúp đỡ vợ chồng mình đó. Sit down. Ngồi đi. Sit down. Tại tôi sống bên nước ngoài quen á, bây giờ thôi về sit mail lại đi, biết bớt đi, bớt nói lại đi. Làm gì á? Sit mail. Trời ơi. Sao ảnh căng quá vậy? Tôi có thế này tôi hơi rối thật. Rối cái gì? Rồi tôi hỏi anh là anh làm nghề gì? Tôi là tư vấn kinh tế cho các tập đoàn ở Mỹ. Tôi nói cho anh biết là anh đang đụng rồi đó. Đụng cái gì? Tôi cũng là một chuyên gia về địa ốc. Vậy là chúng mình là đồng môn. Đúng rồi, đồng môn. Tôi là tư vấn những tập đoàn lớn địa ốc trên toàn Asian. Khoan, cái gì? Tập đoàn nào anh? Asian in economy international superstar soccer. Asian. Hình như là tôi biết tập đoàn này, là ở đâu đó, International Superstar Soccer Deluxe đúng không anh? Đúng rồi. Ở đó chơi điện tử. Hồi còn nhỏ chơi điện tử á. Xưa là nó làm bên điện tử, xong rồi cái nó chuyển qua điện lạnh đó. Rồi từ cái điện lạnh cái nó chuyển qua cao ốc đồ này nọ. Anh nghe nè cưng. Cái máy lạnh của em hư rồi, xong vô sửa cho em. Ok. 25 minutes. Này. Hả? Vô sửa đi.
Rồi rồi rồi, để nóng rồi. Rồi rồi rồi, để cho anh sửa liền. Ôi nói vậy anh cũng biết sửa điện lạnh đó hả? Trời, mình làm những tập đoàn lớn mà, những cái loại nhỏ nhỏ này mình phải làm luôn chứ. Ơ, anh hai, cái đường cống trên toilet của em, anh thông nhìn em chưa vậy? Chưa, chút xíu anh vô anh thông, cái đó dễ mà, là chỉ cần lấy cây chọt nhẹ là đi. Anh chọt có ra đâu cái này. Em không biết cách chọt, cái nghề chọt là nghề của anh. Em chọt em. Anh biết thông cống, chọt cống luôn hả? Trời, mình làm tập đoàn lớn mà bạn, những cái chuyện nhỏ nhỏ cống. À, cái cống á, cái cống phòng nào bị nghẹt mà cứ nghẹt lên tới trên đây luôn vậy? Phòng của Châu. Lên sửa cái vòi sen cho ba luôn con. Rồi bây giờ con vô sửa máy lạnh trước. Làm máy lạnh cho em trước đi. Lên sửa cái trên này trước đi. Cái thằng này sao? Thôi luôn, đang nóng lắm ba, kỳ quá anh hai. Lên sửa máy lạnh. Bởi vậy thì bao nhiêu việc, cái nói làm việc gì xong việc đó để dồn dồn, bây giờ đủ thứ việc hết trơn. Thôi là anh biết làm lên anh phụ cái được không? Mấy cái việc dạ, này ba. Là mình phải kêu thợ tới chứ. Này anh Đạt, bạn con. Ủa vậy hả? Hồi xưa học chúng con, bây giờ là làm một doanh nhân thành đạt ở bên nước ngoài. Dạ con chào bác. Dạ giờ là ảnh về đây là ảnh giúp đỡ con để cho con làm ăn khấm khá hơn. Ủa mà anh làm gì? À, thật ra là tôi tư vấn kinh tế cho những tập đoàn lớn ở Mỹ. À, anh giỏi ghê luôn quá trời. Giỏi anh, quá luôn mà á. Bây giờ vậy nè, em mở cái shop hoa đó. Mà dạo này kinh doanh nó cũng không có được lắm. À mấy cái chuyện đó xin lỗi mọi mà. Người nha, xin lỗi mọi người. À tôi đi đổ nước cống, nó hơi ho chút xíu. Trời ơi, không làm được cái gì hết trơn, đang nói chuyện từ thế giới mà mày nước cống nó đồ bởi suốt đời nó là nước cống. Vậy ngày mai anh rảnh không cái gì qua chỉ em mấy cái. Được, anh có mối quan hệ rất là rộng, anh sẽ giới thiệu nhiều người tới, nhưng mà điều trước tiên là mình phải siêng năng, cần mẫn. Thí dụ như mình em xuyến. Đúng rồi, mình thí dụ mình tiếp thị 10 người không được, nhưng mình được 1 người thì mình cố gắng tiếp thị 20 người thì ít nhất mình cũng chiến thắng được 2-3 người. Ba sao vậy ba? Ba đang ngồi khỏe mà tự nhiên ba mệt ngang vậy? Bác trai sao vậy? Tuột máu. Mấy bữa nay nó bị tuột máu hoài rồi nó đưa cái mùi hồi nãy hửi. Không, bác nằm thả lỏng ra đi ngồi coi. Ủa, bác sĩ à. Ủa, ba bị gì vậy ba? Mày đem cho khác đi mà hôi quá, tao chịu không nào. Anh dừng lại, đừng đi luôn đi. Tôi lại tôi múc tiếp. Bạn nín thở lại, đừng hết cái mùi đó nữa, nín lại. Sao mạch đập càng ngày càng yếu vậy? Trời ba đừng làm con sợ nha ba. Ba ơi. Sao? Ba em sắp đi hả? Sao không thở nữa vậy? Mày kêu tao nín thở mà. Ba thở đi. Tao nín thở mà mày kêu tao không thở. Hồi nãy á, theo cái con mà đo cái mạch của bác với lại nhìn cái thể trạng của bác á, con thấy được là bác hình như là lúc này khó chịu trong người đúng không? Uống nước nhiều đúng không bác? Và thường thấy mệt mỏi, khó ngủ, mình mẩy nhức mỏi. Ngày mai con khuyên bác phải nên kiểm tra lượng đường trong người đi. Tại vì thiếu nước. Sao nó biết hay vậy? Thiếu nước mình uống vô á là nó sẽ thải ra, nó mình sẽ bị mất đường và mình dễ bị tuột huyết áp, nguy hiểm lắm bác. Trời ơi, cho nó biết nhiều thứ hay quá hả con á. Dạ thì trời con tìm tòi đọc sách rồi thì mình biết được nhiêu mình thu nhập nhiêu, tại đời mình là cả một đời để học. Trời ơi, phải chị nhà mà có thằng con rể giống vậy là ê có vợ chưa, vợ con gì chưa? Chưa dạ. Thì ngà là em kế nhỏ này, nó cao ráo xinh đẹp, từ tốn nhỏ nhẹ, chỉ bị một cái vô duyên thôi. Ừ, mà nó thật thà lắm, được không? Dạ, dạ thì hồi đó giờ là con chưa quyết định lên lên xe hoa lấy vợ là thật là có lý do. Chứ là cái gu đó là không phải gu của con nữa. Bây giờ con ngà là nó cũng đẹp mà con không chịu mà, chứ cái gu con sao? Dạ. Nó có chồng rồi. Ừ, có chồng rồi. Thôi bây giờ hay quá, nhờ cái cậu này mà bây giờ có việc gia đình ai cũng giải quyết được. Hay quá, thằng nói mấy câu mà sáng hết trơn. Thiệt á, sao mà anh giỏi quá. Còn anh rể nhà em chán rồi là chán. Đây, không có giúp được gì hết. Dắt xuống Bà Rịa ăn hải sản. Giỡn chứ, ra ngồi nhà hàng đãi ăn bữa. Dạ thôi, ngày hôm nay là hôm qua là cũng có lý do hết. Hôm qua gặp Ngọc để dắt Ngọc đi tham quan một số cơ sở để con sắp tới đây con với Ngọc sẽ hợp tác làm ăn những cái dự án lớn. Tốt quá. Sẵn đây có đầy đủ gia đình mình à đi coi luôn hả? Dạ không, mình đi ăn. Mình đi ăn ở nhà hàng 5 sao xong rồi mới dắt cả nhà mình đi tới sao? Ngay cái cơ sở đó mình. 5 sao mắc lắm. Trời nhầm nhò gì bác, cái đó chỉ là để mình làm cái giật nhiều tiền để mình ăn uống cho bồi bổ rồi còn nhiều sức khỏe thôi. Trời ơi ơi thằng mày hay mới gặp mà dắt đi 5 sao, thằng chồng mày đó. Bao nhiêu năm chưa bao giờ dắt đi ăn một tô hủ tiếu.
Ờ đi đi, mình mời cả nhà mình đi. Đi 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 đi. Trời ơi. À. Ôi trời. Trời đất ơi. Sửa điện lạnh mà đạp đinh là sao trời? Số tôi làm sao đâu? Quên cái điện thoại bỏ đâu rồi. Gì vậy? Gì mà ngồi từ cái mặt mày như đứa đám vậy? Ủa sao ba không đi ăn nhà hàng năm sao đi? Đây. Có rồi, có rồi. Ba không đi ăn nhà hàng năm sao hả? Đi đây đây đi nè. Trời ơi cái thằng. Ê ê ê nè. Rảnh á là hẹn cái thằng bạn của con vợ tới học hỏi người ta nghe chưa? Đừng có buồn, đàn ông mình mà không có gì buồn hết. Cái gì thiếu thì mình học. Hiểu không? Cái gì mình thấy mình ngu hơn người ta thì mình phải học cho đỡ ngu lại. Cái giấu mới là cái ngu, mình học cái khôn người ta để mình bớt ngu. Hiểu chưa? Vậy nó nắm tay vợ con đi ăn thì là con phải học đó cái gì? Bạn bè mà sao mày biết đàn ông mà mày nhỏ nhặt mấy chút xíu rồi thì sao mà thành công được? Suốt đời ở nhà lau toilet thấy không? Người ta thành công là mình phải nhìn vô thành công để mình phấn đấu, chứ không phải mình nhìn vô thành công để mình ghen tị. Con cũng có tố chất, nhìn cái tráng con là thấy con tố chất rồi. Thấy chưa? Nhìn người ta học hỏi, hiểu chưa? Một ngày đó mình phải bước lên xe hơi năm sao mình ăn, chứ không phải là một ngày đó mình vô toilet mình ngồi mình khóc. Nghe chưa? Những gì ba nói con là chân thành. Mình phải thay đổi, chứ cứ như vậy hoài một ngày đó con vợ nó chán, nó bỏ. Hiểu chưa? Ba đi đây. Ở nhà đi, lát tao đem về cho con tôm hùm. Ngọc, tình yêu bé nhỏ của anh. Khi em nhận được bức thư này, có lẽ anh đã ở một nơi nào đó rất xa. Ngày xưa, lúc yêu nhau, em rất là thích anh viết thư cho em. Bức thư này là bức thư cuối cùng của anh viết cho em. Anh xin lỗi, vì thời gian qua đã làm cho em phải sống khổ sở. Anh muốn giải thoát cho em, để em có thể đến với một người đàn ông xứng đáng hơn. Lá thư này kèm theo tờ đơn ly dị anh để trên bàn, anh đã ký rồi. Dù ở nơi đâu, anh cũng luôn theo dõi và chúc phúc cho em. Chào em. Ủa, anh đi ăn nhà hàng năm sao hả? À, có chứ, mà chút xíu nữa mới đi. Tại vì anh Đạt anh là khách VIP ở nhà hàng mà mình muốn ăn giờ nào mình ăn đúng không? Ây da. Mà phải công nhận nha, tự nhiên bây giờ gặp lại được anh Đạt em cảm thấy cuộc đời em may mắn dễ sợ luôn á thiệt á. Ai, ảnh là tự nhiên gặp ảnh xong là em cảm giác như là ảnh khai sáng cho cuộc đời em vậy đó. Rồi khai sáng cho cả gia đình mình luôn. Trời ơi, giống như là mình cảm giác ổng là một người đàn ông mà kiến thức sâu rộng, bao la, cái gì cũng biết hết trơn. Mà thành đạt mà cuộc sống nữa. Trời ơi, anh biết hả, đi với anh Đạt ha, đi tới đâu người ta cũng chào, đi tới đâu người ta cũng nể, người ta cũng đón mời mình. Trời ơi, tự nhiên mình cảm giác mình hãnh diện ghê gớm. Rồi cái ảnh còn hứa là ảnh sẽ giúp đỡ cho em nè, ảnh sẽ giúp cho công việc của em ngày càng tốt hơn nè ha. Rồi ảnh đưa ra những cái dự án gì vậy nè đó. Ảnh nói bây giờ em cứ làm theo đi, ảnh sẽ hỗ trợ em hết mình. Phải công nhận nha. Trời ơi, ổng vừa dễ thương nè, vừa tốt bụng mà vừa giỏi vừa thành đạt. Vậy mà vẫn chưa có gia đình. Tiếc thiệt. Sắp có rồi. Ủa sao biết hay vậy? Biết mà, thấy gia đình của em ai cũng thích Đạt hết là biết rồi. Trời, đâu phải chỉ nhà mình thích ảnh đâu. Đi ra đường ai cũng thích ổng á. Ổng dễ lòng người ta lắm. Đúng rồi, dễ lấy lòng nhất là em á hả? Tôi có này đưa cho em nè. Gì vậy? Tiền hả? Ý, anh Đạt gọi. Nó dám gọi tới đây luôn hả? Nói với nó, mở loa lên nói với nó là chồng của em nói anh vuốt mặt phải nể mũi. Muốn làm cái gì á, để tôi giải quyết xong công chuyện của tôi đi rồi làm nghe chưa? Anh bị gì vậy? Nói với nó là tôi còn sống nha. Cái này là bạn em mà, anh bị bạn gì? Hả? Có cái thứ bạn nào mà từ đâu về tự nhiên chạy vô rồi ôm má rồi dắt nguyên gia đình người ta đi ăn không? Trong khi tôi tại sao nó không mời?
điên rồi. Bây giờ anh không tin đúng không? Tôi nói chuyện tôi mở ra cho anh nghe. Tôi không tin, tôi không tin có cái thứ tình bạn đó. Alo. Dạ alo. Alo, Ngọc hả? Sao lâu quá mới bắt máy vậy? À, dạ không, tại điện thoại của Ngọc để chế độ rung đó, cho nên là không có nghe chuông. Vậy hả? Làm dạ. Đạt lo quá, tưởng đâu có chuyện gì. À, bữa nay Đạt nhìn vô mắt của Ngọc, thấy hình như Ngọc không được vui đúng không? À, đâu có, Ngọc bình thường mà. Ngọc bình thường hả? À. Ngọc đừng có dối Đạt. Đạt biết hết á. Nè, nghe Đạt nói, cái này là Đạt nói thật tình đó nha. Trong cuộc sống của Ngọc á, nếu mà khó khăn quá thì Đạt luôn ở phía sau lưng Ngọc. Ngọc cần cái gì Đạt cũng cho Ngọc cái đó hết. Ngọc hiểu không? Lúc nào Đạt cũng ở bên cạnh Ngọc. Alo. Ngọc nghe, Ngọc nghe. Ở gần nhà nó có múa lân ồn quá. Trả lời đi, tôi muốn nghe. Giúp chính gì bù thôi, nói đi. Hả? Ngọc hiểu ý Đạt chứ? Ừ. À, Ngọc hiểu. Nhưng mà Ngọc cảm ơn những cái tình cảm mà Đạt đã dành cho Ngọc. Nhưng mà Ngọc nghĩ là Ngọc vẫn cần gia đình hơn. Cho nên Ngọc ơi, nghe Đạt hỏi nè. Ngọc có yêu chồng của Ngọc không? Có chứ. Đâu có gì hơn người đó đâu Ngọc. Em được chọn lựa mà, sao lại chọn một thằng như anh chứ hả? Anh có cái mà người ta không có, đó chính là khi mà ở bên cạnh anh, em cảm thấy rất là bình yên và ấm áp. Như đó là đủ lắm rồi. Hồi nãy anh tính đưa cho em coi gì vậy? Anh tính đưa cái đơn. À không. Đơn gì? Không. À, đơn xin việc làm đó mà. Không có gì hết. Hồi nãy em thấy thái độ của anh nghiêm túc lắm mà. Chắc là cái gì quan trọng lắm đúng không? Không phải mà. Đừng có chối. Trời ơi, vợ chồng bao nhiêu năm nay mà ông giấu giếm tôi được cái gì? Tôi nhìn thấy đồ đó. Ông bị ném quay. Cái gì vậy? Trời ơi, ông giấu mình nói là ông giấy có cái giấy đầu nhà của tôi nha. Yêu trước ngày cưới phát sóng độc quyền trên siêu ứng dụng giải trí Vion thứ 6, thứ 7 hàng tuần.